Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã bớt chút thời gian quan tâm cũng như theo dõi kênh YouTube của Nhất Long Audio. Vâng, clip ngày hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một siêu phẩm, một chiếc âm ly mà trong những năm gần đây luôn luôn ở trong những cái top tìm kiếm nhiều nhất của các audiophile. Đó là chiếc âm ly đến từ thương hiệu Maxitot, có model là MA8000. Đây là một trong những cái model thì được đông đảo quý vị và các bạn ưa chuộng. Và những chiếc âm ly MA8000 này là những cái chiếc ly âm ly thì tích hợp cao cấp và đánh được rất nhiều dòng loa, và đặc biệt là cái chất âm thì vô cùng hay rồi, và cái giá tiền nó chỉ có trên 100 triệu một chút thôi. Đó, chiếc âm ly này thì là hàng hàng lướt như mới, hàng lướt như mới, và còn đầy đủ khiển dây nguồn. Có mỗi cái này, con này chỉ thiếu một cái thùng xốp thôi. Đó, chiếc âm ly này thì được phân phối tại công ty Đông Thành Hòa Phúc. Nói đến cái thương hiệu Maxitot thì các bác cũng đã biết rồi, đây là một trong những cái thương hiệu hàng đầu của Mỹ. Và dòng âm ly Maxitot 8000 này sở hữu hai cái tai sách nhìn rất là khỏe mạnh. Đây, hai tai sách đây. Rất là khỏe mạnh, và chính giữa sử dụng hai chiếc đồng hồ VU rất là to. Đó, phải theo cái tín hiệu nhạc. Và bên dưới dòng này có 1 2 3 4 5 6 7 8 8 cái hàng núm chỉnh các giải như bát, trung, tép. Đấy, trung trầm và trung cao. Đó, nên là các bác tha hồ mà lựa chọn trải chỉnh theo cái đôi tai của mình. Ngoài ra chiếc âm ly này còn có tích hợp cả những cái đường input là những đường quang. Các bác có thể dùng giải mã qua chiếc chiếc âm ly này. Đó, các bác không cần phải mua đầu nữa. Không không cần phải mua đầu giải mã nữa, các bác có thể lấy trực tiếp cái đường digital của chiếc âm ly này. Rất là tuyệt vời. Đây là một trong những cái chiếc âm ly tích hợp đầy đủ những cái công nghệ cao cấp nhất hiện nay, và có DAC rất là tuyệt vời. Và cái phần máy bên trên đây em sẽ quay cho quý vị và các bạn cùng trải nghiệm. Đây là cái khiển, đây cái khiển của chiếc âm ly Maxitot. Nó khiển thì còn rất mới. Và phía trên là riêng dòng Maxitot thì hãng luôn luôn làm lộ thiên như thế này. Đó, để khoe được cái độ mạnh mẽ của chiếc âm ly và cũng như cái độ gấu của máy. Dòng âm ly Maxitot thì sở hữu ba cái cục nguồn, chính giữa là một cục nguồn nguồn cấp, và hai bên đó là hai đây là nguồn điện chính giữa đây, và hai bên là hai nguồn xuất âm. Đó. Và dòng này là công suất sở hữu đến 300W trên một kênh. Đó, 300W trên một kênh rất là mạnh mẽ và cực kỳ là gấu luôn. 300W trên một kênh thì gần như là không ngán bất kỳ một cái loa nào. Đó, em sẽ tắt máy đi và em sẽ quay cho quý vị và các bạn cùng cảm nhận cái mức độ đẹp của chiếc âm ly này. Đó, đây là cái phần tản nhiệt của chiếc âm ly Maxitot MA8000. Và tất cả những cái sân này thì sẽ là bằng dòng inox bóng. Đó, em sẽ quay phía sau cho quý vị và các bạn cùng trải nghiệm. Và dòng Maxitot MA8000 này cũng như dòng 7000, 9000 sở hữu một cái cầu loa. Con này thì y như những dòng đời mới, giờ 9000 hay là 12000 hay là mấy con 9500 là sở hữu những cái cầu loa nhìn rất là kinh điển luôn. Đó, mạ vàng 18K, có dập chữ Maxitot. Đó, vô cùng tuyệt vời. Đó. Và đây bên này, con này là con máy này là của công ty Đông Thành Hòa Phúc phân phối, và đây dòng này có cả digital input đây. Đấy, các bạn USB đầy đủ các tính năng cho các bác chơi nghe nhạc đa thể loại, và các bác có thể kết nối được ngoài nhiều cái thiết bị bên ngoài. Và bên dưới là hầu như là tất cả những cái đường tín hiệu đầu vào còn mạ vàng rất là đẹp, không bị bay màu. Đó, vô cùng tuyệt vời. Chiếc âm ly này thì rất là mới rồi. Đó, nhìn các bạn, đây tem của công ty Đông Thành Hòa Phúc. Đó, rất là tuyệt vời. Đây là một trong những cái chiếc âm ly theo như cái quan điểm của em thì là cái con này thì Đức đánh được cực kỳ là nhiều loa, và chất âm thì vô cùng hay, rất là dẻo, đánh dẻo quắn luôn. Maxitot MA8000. Ba trăm watt trên kênh. Và đây là cái sơ đồ mạch điện. Đó.
rất là thích mắt luôn. Đó. Vâng, video clip đến đây em xin dừng và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Các bác có nhu cầu xin liên hệ qua số điện thoại 0911886266 và hẹn gặp lại các bác.